Trong bóng đá, yêu và ghét là một thứ gì đó khá mơ hồ và chẳng có tiêu chuẩn gì rõ ràng cả. Nếu bạn đã chót yêu pha bóng đẹp mắt như làm thơ trên sân cỏ, thì át hẳn bạn sẽ cảm thấy có chút ác cảm với những gã tiểu phu đốn củi, sẵn sàng hạ gục đối thủ thành đống nghe đen ở trên sân. Nhưng nếu gã đồ tể ấy lại chơi cho đội bóng của bạn, sẵn sàng làm tất cả để bảo vệ đội bóng bạn yêu thương thì sao? Và đại diện tiêu biểu nhất cho thứ nghệ thuật hắc ám thời hiện đại không ai khác ngoài đội trưởng của Real Madrid, Sergio Ramos. Oh.